Thị trường của chúng ta hôm nay đã có một cái đà hồi phục hết sức là mạnh mẽ, với cái việc hồi phục lên được cái vùng kháng cự 1340 cho đến 1335, 1340. Đây có thể nói là một cái vùng kháng cự mà các chị theo dõi cái bản tin vào mỗi chiều thì Thái Lê cũng đã cập nhật cho anh chị. Vậy cái thời điểm hiện nay thì chúng ta cũng có liệu đã có được những cái sự an toàn hơn hay chưa? Ở đây thì chúng ta thấy là nhà đầu tư ngày hôm nay thì cũng đã có thể hủy được lệnh, một số công ty chứng khoán lớn đã bắt đầu cho phép cái việc hủy lệnh. Chúng ta vẫn không sửa được nhưng mà hủy lệnh cũng đã tốt lắm rồi, đúng không ạ? Thứ hai nữa đấy là hiện nay thị trường thì sau khi đã được cái việc hủy lệnh thì chúng ta thấy là đã có cái sự tăng trưởng mạnh mẽ. Đương nhiên cái việc mà tăng trưởng này thì chúng ta cũng đã có những cái kế hoạch từ trước, đặc biệt là khi mà nó chạm về các cái vùng hỗ trợ thì bật lên. Thì các anh chị có thể theo dõi cái video cách đây từ 2 ngày thì chúng ta đã có những cái phương án như vậy. Vậy bây giờ chúng ta đang rơi vào một tình cảnh hết sức là khó xử lý, đấy là nằm ngoài kẹt ở giữa hai cái vùng 1312 cho đến là 1339, đúng không ạ? Đó, thì hiện nay là nó sẽ tạo ra một cái nền tích lũy ở đây các chị. Hôm nay có một cái sự tích cực hơn khi mà các cái việc mà thông lệnh cũng đã có thêm nhiều cái triển vọng. Rồi ngày 16 tháng 6 này thì bắt đầu là đã triển khai đưa cái hệ thống của Hàn Quốc đi vào hoạt động. Đó thì đưa vào thử nghiệm ở một số công ty chứng khoán thì đấy nó cũng là những cái dấu hiệu cho cái chu kỳ tương lai của chúng ta nó tích cực hơn. Đó là những cái mà giúp cho thị trường của chúng ta hy vọng là có thể bứt phá được. Thì như nhận định thì chúng ta thấy là với cái vùng giá hiện nay thì có thể nói là VN Index chưa đưa lại cho chúng ta được một cái sự rõ ràng, chưa đưa lại cho chúng ta được một cái sự rõ ràng là về cái việc là có bật tăng được mạnh mẽ hay không. Cái dấu hiệu quan trọng nhất của chúng ta, nếu mà để cho xác định cho một cái đà tăng đấy là vẫn bứt phá được qua vùng 1340 cái này, bứt phá được qua cái vùng này thì bắt đầu chúng ta mới có những kỳ vọng thị trường tiếp tục là giữ cho một cái đà tăng. Ngược lại thì hiện nay nó vẫn sẽ đang tích lũy ở quanh cái vùng này, và với những cái việc tích lũy quanh cái vùng này nữa thì khi đấy cái thời điểm này thì các anh chị chúng ta nên thận trọng tiếp tục với cái tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ của chúng ta. Chúng ta hãy tự tin với thị trường khi nó có những cái vùng giá vượt được qua cái vùng 1340 đóng cửa thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều so với cái việc là tiếp tục rung lắc ở dưới này, tiếp tục rung lắc ở vùng này mà nếu mà không có một những cái diễn biến bất thường để bất tăng được á, thì rất là dễ xảy ra những cái trạng thái tiếp tục giảm điểm. Đây là một cái phương án mà chúng ta sẽ phải lưu ý. Còn nếu mà thị trường của chúng ta tích cực để cho chúng ta gia tăng lên tỷ trọng sử dụng margin thì các chị nên chờ đợi khi mà nó có một cái cú bứt phá đóng cửa vượt lên được trên được cái vùng giá 1340 các chị này. Bứt phá được trên vùng 1340 thì các anh chị hoàn toàn ở cái vùng này các anh chị có thể nhặt được hàng. Chúng ta sẽ không lo là chúng ta bị tuột mất cái cơ hội ở vùng này đâu. Thì gia tăng ở đây rất là ổn, do vậy nên đến cái thời điểm hiện nay các anh chị đang có nhiều cái cổ phiếu ấy, các anh chị có thể đưa ra một cái giải pháp đấy là chúng ta sẽ hạ bớt cái tỷ trọng, thì nó sẽ đặc biệt là margin các anh chị nhá, đó để cho chúng ta vẫn đảm bảo được cái lợi nhuận trong cả cái khoảng thời gian vừa qua. Rồi đến khi mà nó có những cái dấu hiệu bứt phá vượt lên được đây thì cái thị trường của chúng ta khi đấy có thể mua gia tăng trở lại, nó cũng không bao giờ là sai và cái cơ hội nó sẽ cũng đang còn rất là nhiều. Đấy là hai cái phương án, là với cái phương án giảm điểm thì có lẽ nó sẽ không giảm ngay đâu cho anh chị mà nó sẽ tiếp tục đang còn rút lắc cho anh chị đến tận mấy phiên đó, tích lũy ở quanh cái vùng này. Còn lại bứt phá được thì nó là phương án tốt nhất, còn lại không nữa thì nó sẽ tích lũy cho anh chị đến mấy phiên là mới giảm. Thì đấy là những cái mà thị trường mà cái khả năng có thể diễn biến trong một cái xu hướng ngắn hạn hơn. Trong một cái xu hướng ngắn hạn hơn thì chúng ta có thể thấy là đối với cái vùng hỗ trợ quanh ở 1315 thì chúng ta cũng đã có những cái dự đoán trước để cho chúng ta có những cái phương án vẽ ra, đấy là thị trường sẽ có một cái nhịp hồi phục như như hiện nay. Đó, và với cái nhịp hồi phục như hiện nay thì về trong cái ngắn hạn thì Thái Lê vẫn đang thấy thể hiện được cái sự tích cực, đang thể hiện được cái sự tích cực đấy là tiếp tục ngày mai nó sẽ có năm, đây là cái đồ thị giờ, nó sẽ có 5 cái nến
Vậy 5 cái nến ngày mai nó có đảm bảo bứt phá được qua được cái vùng hình hộp này hay không? Hiện nay ở cái vùng này thì vẫn đang là một cái vùng mây mỏng, cho vậy nên là không phải là mỏng nhưng mà cũng là không dày, không phải là những cái vùng hỗ trợ mạnh như trên này. Nên là vì sao mà Thái Lê đánh giá là nếu mà thị trường của chúng ta bứt phá được trên được cái vùng 1340 thì rất là cao, là chúng ta tiếp tục vươn lên ở những cái vùng 1360 rất là cao, bởi vì là cái vùng này nó sẽ là những cái vùng hỗ trợ đang rất là tốt và tích cực. Như vậy nên sáng ngày mai chúng ta chỉ quan ngại và chúng ta chỉ quan sát ở chính xác ở cái vùng này, nó sẽ rung lắc ở đây. Hỗ trợ của cái phiên sáng ngày mai nó vẫn đang xoay quanh ở từ cái vùng 1320 các chị, 1327 hoặc là 1325. Từ 1325 các chị này. Đó. Hỗ trợ tiếp tục ở cái vùng 1325. Và với cái vùng hỗ trợ 1325 và kháng cự trên này thì chúng ta đang có là ở cái vùng 1340. Thì nếu mà bứt phá được trên một vùng 1340 thì tiếp tục ra cái đà tăng. Còn lại ngược lại thì chúng ta sẽ lưu ý nếu mà cái vùng VN Index của chúng ta rung lắc tiếp tục thì chắc nó sẽ có từ 1 tới 2 phiên nó sẽ rung lắc ở từ vùng 1325 đến 1340 này. Đóng cửa của chúng ta nếu mà có những cái nến giá rơi dưới cái vùng 1325 có lẽ chúng ta phải cần thiết có những cái kiểm soát rủi ro. Đương nhiên đối với đấy là đối với tình hình thị trường, còn lại chúng ta thì tập trung vào cái công việc cổ phiếu, đúng không ạ? Thị trường có tăng có giảm nhưng mà quan trọng nhất cái cổ phiếu của chúng ta đang tăng hay không hay là có vi phạm các cái điểm cắt lỗ hay không, đấy đó, hay là đến những cái điểm phải chốt lời. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi qua đối với tình hình thị trường. Có thể nói là cái ngày hôm nay thì hầu hết các cái nhóm ngành đang giữ được cái sắc xanh, đặc biệt là ngân hàng đã chiếm đến 2/3 tỷ trọng cho cái việc mà đóng góp vào cái tăng điểm của VN Index, đóng góp vào cho tăng điểm của VN Index. Còn trong đó thì bất động sản cũng đóng góp, dịch vụ tài chính đóng góp, dầu khí đốt thì đang có cái đỏ lửa, nhóm ngành sắt thép cũng đã tăng trở lại rồi này. Đó thì như vậy thì ngày hôm nay cái nhóm ngành vốn hóa lớn luôn luôn là không thể qua được, đúng không ạ? Trong một cái thị trường tăng điểm hay giảm điểm thì cái nhóm ngành này nó vẫn ảnh hưởng với chi phối khá là nhiều. Đối với chuyển động tổ chức thì chúng ta thấy khối ngoại tiếp tục bán ròng 683 tỷ, nó lại còn bán mạnh hơn cả cái ngày hôm qua. Đương nhiên thì khối ngoại thì chúng ta vẫn thấy là cái tỷ trọng cũng không phải là chiếm nhiều, nhưng mà cái lượng bán ra thì vẫn đang liên tục trong cả cái thời gian vừa rồi. Đối với khối tự doanh thì sau một những cái giai đoạn vừa qua thì cũng khá là miệt mài cho cái việc mua vào thì đến cái ngày hôm nay cũng đang có những cái động thái bán ra. Đó, chúng ta thấy này, 3 ngày vừa qua tổng giá trị mua vào rơi vào tầm 800 tỷ thì ngày hôm nay bán mất 243 tỷ rồi. Đó, như vậy thì chúng ta cũng hết sức là để ý. Trong ấy, đối với cái khối tự doanh thì chúng ta thấy đã có cái lực mua trở lại, như đất xanh thì một cái cổ phiếu mà trong hai phiên vừa qua đều giảm sàn. Đất xanh là một cái cổ phiếu mà ngày chúng ta vừa có nhận được cái thông báo về việc chuyển về việc bổ sung cái lượng cổ phiếu ESOP không đồng. Khi mà ra đối với cái thông tin này thì đất xanh nó đã có những cái diễn biến rất là xấu. Thì đối với đất xanh dành cho các anh chị mà đang có nắm giữ kẻ hàng á, thì nếu mà chúng ta bây giờ phải chấp nhận là đối với cái đất xanh là nó có thì có những cái đà giảm sâu về cái vùng 22 các anh chị, 21.5 đến 22. Thì về với những cái vùng giảm sâu như ở đây thì đất xanh nó sẽ có tạo ra được cái nền đáy và hồi phục trở lại. Thì cái đấy mới bắt đầu có những cái sự hồi phục trở lại ở trên cái vùng này. Để tránh cho các anh chị nếu mà tiếp tục đất xanh ngày mai, phiên ngày mai nó tiếp tục có những cái đà giảm điểm mà mạnh tiếp tục xảy ra mà chúng ta lại bán đi ngay đúng các cái vùng đáy quanh đâu đây ở vùng này thì khá là đáng tiếc. Nên là các anh chị đang kẹt hàng thì chúng ta sẽ lưu tâm ở cái việc này. Còn đối với các anh chị mà thích mua bắt đáy đối với đất xanh thì Thái Lê chỉ đánh giá là chúng ta sẽ mua khi mà có một thêm một cái phiên cây nến xác nhận tạo cái nền ở vùng này thì nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đấy là cái mà mua bắt đáy. Một là chúng ta sẽ mua khi ngay được thời điểm chậm. Nhưng mà với cái đất xanh này thì cái khả năng mà nó mua để cho chúng ta có một cái độ an toàn và tự tin để mua và bắt đáy ăn á,
thì nó vẫn sẽ đang còn có nhiều cái điều chưa được hội tụ. Ví dụ như cái điểm rơi này nó sẽ rơi lệch đi khoảng tầm vài phiên thì nó lên sẽ tự tin bắt đáy hơn hơn là cái thời điểm hiện nay. Cho vậy nên chúng ta cố gắng tạo nền thì chúng ta mua vào bắt đáy đối với đất xanh. Còn các chị giữ hàng thì chúng ta có những cái kịch bản này để chúng ta biết được chúng ta cần phải xử lý làm gì. Ví dụ các anh có chị có hàng thì về những cái vùng này các chị có thể mua bình quân giá đối với đất xanh, rồi khi mà bật tăng lên đây thì chúng ta bật tăng trên được cái vùng ít nhất là trên được cái vùng 24, quanh 24.5 thì chúng ta xả hàng. Xả hàng như vậy thì cũng đã có một cái lãi khoảng tầm 12-13% rồi, thì khi đấy chúng ta sẽ thì chúng ta sẽ hạ cái số lượng mà chúng ta đã có sẵn và để cân bằng trở lại cái nạp hiện có đối với cái danh mục của mình. Thì đấy là cũng là một cái giải pháp mà đối với các anh chị bị kẹt đối với cổ phiếu này trong hai cái phiên vừa qua. Ở chiều ngược lại thì cái lượng bán ra từ VIX, ETB, VTB, cái Kinh Bắc cũng khá là mạnh. Còn ở khối ngoại thì chúng ta sẽ để ý thì thấy đất xanh lại tiếp tục bị xả ra, khối ngoại tiếp tục xả ra, đất xanh cũng khá là lớn này, Hòa Phát cũng bị xả này. Chiều mua vào thì chúng ta thấy là cái nhóm ngành ngân hàng ngày hôm nay mua vào cũng khá lớn, đặc biệt như Vietcombank mua vào 38 tỷ SSI trong ngành chứng khoán. Đối với ngân hàng như HDB mua này, Vinhome thì nhóm ngành của bất động sản cũng đang có dư địa tăng tốt, thì cũng đã khuyến nghị anh chị có thể mua vào được đối với cổ phiếu này, OCB, CTG, STB. Đó, đấy là về cái tình hình chung. Và còn lại chúng ta thấy là về cái mặt bằng chung thì ngày hôm nay 50% là cổ phiếu trên HOSE của chúng ta đang giữ được cái đà tăng, tăng khá là tích cực. Đấy, đang khá là tích cực, cơ bản là chìm trong cái sắc xanh, đúng không ạ? Đấy là cũng là những cái tuyệt vời rồi. Ở cái mặt khác thì chúng ta thấy là cái ngày hôm qua ở Trung Mỹ, ở thị trường Mỹ thì vẫn đang có những cái sự giảm điểm, chưa có được nhiều cái dấu hiệu tốt. Thị trường Anh cũng giảm điểm này. Thị trường Châu Á thì chúng ta thấy Nhật Bản, Nikkei cũng giảm. Như vậy thì ngày hôm nay cũng đang chúng ta đang thấy thị trường Việt Nam của chúng ta cũng đang có cái sự hồi phục tích cực. Đấy. Rồi chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ đi vào một số cái cổ phiếu mà chúng ta sẽ nên lưu tâm. Còn các chị mà muốn hỏi đáp cổ phiếu thì chúng ta có thể chờ đợi đến 9:15 tối nay có một cái chương trình livestream trên trực tiếp kênh này, thì hẹn gặp lại các anh chị. Các anh chị có thể đặt các cái câu hỏi hoặc các anh chị có thể đặt câu hỏi ngay ở dưới cái đường link của video này các anh chị nha. Một mặt ở đối với chuyển động của thị trường thì chúng ta thấy là kinh Vietcombank, Novaland ngày hôm qua giảm điểm, ngày hôm nay đã bắt đầu vực trở lại, thì chúng ta sẽ xem qua. Ngân hàng thì đến cái thời điểm hiện nay thì có thể nói là Vietcombank là một cái cổ phiếu nặng mốc nhất, và để mà trong một cái đà tăng của thị trường bứt tốc lên thì chúng ta thấy là Vietcombank sẽ cũng là một cái cổ phiếu mà chúng ta đáng lưu tâm. Cái điểm mà Vietcombank thì nó đã có một ít những cái đà tăng từ trước hơn so với các cái nhóm ngành cổ phiếu khác, nhưng mà đối với Vietcombank thì có lẽ nếu mà chỉ cần có một cái thông tin chính xác hơn về việc tăng vốn thì có lẽ Vietcombank nó sẽ là một cái cổ phiếu thúc đẩy kéo cho thị trường của chúng ta lên những cái ngưỡng mới. Thì cổ phiếu này cũng đang là một cái cổ phiếu các chị mua và nắm giữ cho những cái khoản đầu tư nó trung hạn, nó ít nhất là vài tháng trở lên các chị, thì nó đang rất là tốt. Ở chiều bán ra mạnh nhất thì có SSB, VIX, thì ở đây chúng ta sẽ chú ý như đối với SSB, một cái ngân hàng cũng khá là mới, nó lên đâu từ thời tháng 3 năm vừa rồi, cũng khoảng tầm được gần 3 tháng. Thì đối với SSB thì hôm nay đang có một cái phiên lần sàn, thì đây là cũng là một cái cổ phiếu hiện nay đang có những dư địa xấu. Các chị nắm cái cổ phiếu này thì chúng ta hết sức là lưu ý, bởi vì cái đà giảm của nó sẽ còn giảm về ở vùng 36 này, mà sâu hơn nữa thì còn giảm về ở vùng 33 đó, nên là cái cổ phiếu này các chị chúng ta nếu mà có thì hết sức là thận trọng, xả được hàng thì là tốt nhất. Một cái cổ phiếu trong cái đà giảm nữa đấy là VIX. Đó, VIX thì ngày hôm nay
cũng đang có những cái sự bật lên, sự hồi phục, nhưng mà sau đó cũng điều chỉnh giảm về rung lắc quanh cái vùng hỗ trợ này. VIX thì chúng ta cần thiết phải chờ đợi, quanh được cái tạo nền ở cái vùng này thì may ra nó mới đi được. Cái gì này đó thì chúng ta thấy là nó lên đây nó gặp cả một cái đám mây dày này thì rõ ràng nó chấn phát là vỡ đầu tọt xuống ngay đó, rơi xuống cái thì bây giờ là cũng có thể tiếp tục rơi xuống dưới này. Cái đoạn này là vô cùng là 50-50 luôn đối với VIX. Thì đối với phương án của VIX thì dành cho các anh chị mà đang có hàng thì các anh chị nắm giữ, mất đi cái vùng hỗ trợ 116 thì thôi chúng ta phải cắn răng cắn lợi là xả hàng đi. Đối với VIX còn lại, đối với giữ được cái nền này thì chúng ta sẽ nắm giữ và kỳ vọng nó còn bứt phá đi đúng cái vùng trend này luôn các anh chị, đôi đúng gần như ở cái vùng xoắn mây này, các anh chị cứ để ý mà xem. Và nếu mà không nữa thì cái giải pháp của nó cũng sẽ là đi lên được ở cái vùng này, gần quanh ở cái vùng này và lại tạo ra được cái nền tích lũy tiếp ở vùng này rồi sau đó lại ra ra. Đấy là những cái phương án của VIX mà là phương án tích cực nhất của 50%. Các anh chị lưu ý nhé, Thái Lê có nhắc là đối với cổ phiếu này 50% này. Có những cổ phiếu thì rất là tự nhiên, nhưng mà có những cổ phiếu như thế này thì cái vùng này mất đi 1116 thì thôi chúng ta nên bỏ qua. Bởi vì 1116 thì nó còn tước về ở cái vùng 107 á, thì về 107 thì các chị thích cái cổ phiếu này thì nhớ ơi Thái Lê thì chúng ta sẽ mua vào đối với cổ phiếu này, nó sẽ vẫn an toàn. Thái Lê đã từng khuyến nghị các chị là khi mà nó ở trên cái vùng mà 13332 này, nó sẽ giảm một mạch về ở vùng 119 thì nó đã giảm về, và Thái Lê cũng đã có cái khuyến nghị và cũng mua vào đối với VIX ở cái thời điểm này. Tuy nhiên thì sau khi mua vào cái thì nó các anh chị thấy nó lịch trình nó không thể đi nổi. Thái Lê kỳ vọng nó giảm về đây phát là nó đi là nó vươn mây này, vươn mây, nhưng mà cuối cùng nó gặp ở cái cho găm này cái thì nó tích lũy, và đến cái thời điểm mà cái phiên này luôn là Thái Lê phải chấp nhận bán ngay ở cái phiên này. Nhiều anh chị nhà đầu tư khá là tiếc nuối ở cái chỗ này, cũng đặt câu hỏi, nhưng mà quan điểm của chúng ta mỗi người hãy có một cái phương thức giao dịch để làm sao cho yên tâm. Các chị như dùng Ichimoku các chị đơn giản thì cũng có thể là dựa vào giá và vào mây thì để chúng ta có thể nắm bắt được. Nó đã chui mây thì cơ bản là nó sẽ có những tín hiệu xấu cho cái đà tăng. Nên đối với những cái cổ phiếu như VIX thì Thái Lê cũng hiện nay cũng không có một cái khuyến nghị mua. Không có cái khuyến nghị có mua thì chúng ta sẽ chờ đợi đâu đó như ở đến cái vùng này này. Đến cái vùng này thì có khả năng là Thái Lê sẽ khuyến nghị anh chị mua được này. Còn lại thì vùng này thì quá là xương. Đấy thì lướt qua một số cái cổ phiếu mà nó có những cái tầm ảnh hưởng nhất định, hay là Novaland. Novaland hôm nay đã có một cái sự phân chia lại cái thị giá rồi. Thì chúng ta thấy là đối với Novaland thì đang hôm nay đã có một cái đà tăng rất tốt, và Thái Lê đánh giá Novaland là cái cổ phiếu anh chị đang có thì tiếp tục nắm giữ đối với cổ phiếu Novaland này. Nó chưa có một cái dấu hiệu cần phải bán. Ngày hôm qua thì nó có khá là một cái dấu hiệu xấu. Thì đối với có cái tín hiệu xấu này rõ ràng là chúng ta phải chờ ngày hôm nay, mà ngày hôm nay nó chưa kịp và có thêm tín hiệu thì nó đã bứt tốc tăng lên rồi. Bứt tốc tăng lên rồi. Như vậy đối với đấy là cái cổ phiếu Novaland. Ngày hôm qua thì Thái Lê có nhắc tới các chị trong cái quá trình bản tin, đấy là cái nhóm ngành dầu khí. Thì ngày hôm nay thì rất là chúc mừng các chị, nếu mà các chị đã ngày hôm qua đã mở các cái điểm mua từ buổi sáng thì chúng ta thấy là từ PVS, một cái doanh nghiệp là vốn hóa lớn nhất của ngành dầu khí, đã bật tăng lên. PVS chúng ta thấy đã tăng lên đến 5%. Rồi PVD cũng đã bật tăng lên đó. Thì cái điểm này ngày hôm qua đã khuyến nghị các chị là mua vào, và thì PVD chúng ta chặn cái là bật luôn, đúng không ạ? Rồi POS thì không nên, thì đã khuyến nghị các chị là không nên mua vào. POS chúng ta thấy là cái trend rồi, do vậy POS thì chắc nó tích lũy ở vùng này đâu đó thì nó có thể giảm xuống lắm. Còn lại muốn mua các chị chờ đợi chắc có lẽ phải tầm 2 tuần nữa nó nằm ở tít ở trên cái vùng 16 thì chúng ta hãy xem xét. PVC thì cũng đang có cái nền hỗ trợ tốt này, cứ giảm là các chị mua được vào. Rồi tiếp tục PVB cũng xấu, PVT cũng là một cái điểm mua tốt này. Đó, thì hôm nay cũng nhiều anh chị khách hàng của Thái Lê cũng mở các cái điểm mua của PVT khi có các cái vùng giá chạm một quanh 19. Rồi PSR thì hôm qua cũng khuyến nghị anh chị mua ở quanh cái vùng này. Thì chúc mừng các chị đã có cái cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí. Ngày hôm qua ngành dầu khí thì nó cũng đang có một những dư địa ảnh hưởng từ thị trường nên là nó giảm điểm thôi.
Còn lại cái việc mà điều chỉnh giá dầu thì thực tế cái ngày hôm trước nó điều chỉnh không cao nên để tạo ra một cái hiệu ứng cho cái ngày hôm qua. Còn lại đến tối hôm qua thì dầu dầu khí đã bật tăng rồi. Đó, ngày hôm qua thì đến chiều hôm qua thì nó đang có cái giá dầu tương lai đang giảm, nhưng mà đến cái phiên sáng tạm sáng tức là đóng cửa của giá dầu đêm qua thì nó đã bật tăng, và dư địa tăng của giá dầu thế giới trong tháng 6 nó vẫn đang còn cao, nên đối với cái nhóm ngành dầu khí vẫn là cái nhóm mà Thái Lê đánh giá các chị có thể quan tâm để mua được, nhóm ngành sắt thép thì nó có sự hồi phục, nhưng chắc là Thái Lê đánh giá cái sự hồi phục này nó cũng không đưa lại cho chúng ta được nhiều cái lợi nhuận đâu. Chúng ta hãy tập trung vào một số hay đấy, cái nhóm ngành dầu khí rồi một cái nhóm ngành hôm nay có cái sự tăng hồi phục mạnh đấy là nhóm ngành chứng khoán. Đấy thì đối với cái nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta thấy về cái vùng hỗ trợ bật lên này, thì nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta cũng sẽ quan tâm được. Như ở đây thì VCI chứng khoán Bản Việt, Bản Việt cũng đang giữ một cái đà tăng khá là tích cực anh chị, đang có một cái dư địa tăng rất là tốt này, thì đối với chứng khoán Bản Việt cũng đang là một cái công ty chứng khoán có nhiều cái hứa hẹn tăng trưởng. Và ở các cái vùng nền giá hỗ trợ từ 79 đến 79.5 thì PCI đang có cái bật tốc. Rồi tiếp tục VND, VND cũng đang có cái sự tăng lên khá là tốt. Trong đó HCM thì chưa thể hiện được cái sự tích cực các anh chị nha. Hồi lên phát là bây giờ giảm. Khả năng đối với HCM thì chúng ta sẽ đang tạm thời đứng ngoài. Còn là chúng ta tham gia vào những cái cổ phiếu đang có cái thể hiện cái sự tăng mạnh. Như MVS cũng chỉ đang hồi về thôi. Đó, FTS cũng được, VIX thì xấu quá. Thì tất cả các cái cổ phiếu này thì đang hồi lên rất là tốt này, đó, đang hồi lên rất là tốt. Rồi những cái cổ phiếu chứng khoán như vậy là chúng ta đánh giá cũng cải thiện rất là tốt rồi, chúng ta cũng đã yên tâm hơn. Trong đó có một số cái cổ phiếu nó lọt hơi xấu thì Thái Lê vừa nhắc với anh chị, cho nên chúng ta sẽ chú ý đối với nhóm ngành bảo hiểm. Nhóm ngành bảo hiểm thì ngày hôm nay cũng PVH tiếp tục giảm, PVI thì sau một cái đà giảm mạnh thì bây giờ lại đang có những cái sự bật trở lên, bật trở lên đối với PVI. PVI vẫn đang giữ được cái nền hỗ trợ. Trong khi đó VRN, VNG thì bây giờ đang tích lũy thôi, không có gì cả. BMI hồi phục bán, đúng không ạ? Không có thanh khoản. BIC cũng đang có những cái nền hỗ trợ cũng khá là tốt. MIC của sau khi giảm khá là mạnh buổi sáng thì MIC cũng đang hồi lên. Ok, đối với MIC thì đang có cái nền giá hỗ trợ tốt rồi thì chúng ta vẫn kiên nhẫn nắm giữ thôi, chưa có một cái dấu hiệu gì cần thiết phải bán ra. Rồi ABI đó, thì những cái cổ phiếu khác nữa thì chúng ta thấy cũng không có nhiều cái sự đột biến thay đổi. Ở một cái chiều khác diễn biến ở cái nhóm ngành bất động sản hôm nay cũng đang có dư địa tăng, thì trong đó thì chúng ta thấy là cái ông Vic đấy vẽ cái này thì cuối cùng là không phải sau này lộn đó. Cái phương án thì to nhất là 50-50 thì là hai cái trường phái ở ngay cái vùng này, mất đi cái vùng 1116 thì anh chị bán gấp cho Thái lên đối với Vic nhá. Chúng ta không nên gồng gắn những cái cổ phiếu đã bị gãy chen. VHM thì đang giữ cho một cái trên tăng, đà tăng tốt. Novaland đà tăng tốt. VRE thì đang có hồi phục và bán thôi. Không có nhiều cái sự đột biến. PDR cũng đang tốt này, rồi Khang Điền cũng tốt này, Ca Anh Bắc thì nó chỉ là một cái nhịp hồi thôi, anh chị bán hạ bớt thì sao. Rồi Đất Xanh cũng lại nói rồi đó, thì đối với cái cổ phiếu Nam Long cũng đang có cái sự hồi phục này, anh chị có thể mua và nắm giữ. DG, ADG chia xong ngày hôm qua tăng rất mạnh, sau đó là hai phiên vừa rồi giảm kinh hoàng á, giảm rất là mạnh luôn. Thì ngày hôm nay nó cũng đã đóng đến được trở lại được trên được cái vùng 25.3 thì Thái Lê đánh giá thế là cũng đã tích cực hơn rất là nhiều rồi. Đó, cũng đã tích cực hơn rất là nhiều rồi. Thì tiếp tục là SNZ, phát triển khu công nghiệp FLC. FLC thì cũng chưa có cái dấu hiệu tốt được đâu. Đang đi tìm những cái vùng điều chỉnh đấy. Anh chị chúng ta hết sức là lưu ý. Đó thì tất cả là điểm qua một số cái cổ phiếu và nhóm ngành quan trọng. Ngày mai chúng ta tiếp tục thị trường, và ngày mai thì chúng ta lưu ý ở cái mốc 1.3435 đến 1.3440 các anh chị nha. Đó, để đây là cái mốc hết sức là quan trọng để khẳng định cho chúng ta là gia tăng tỷ trọng tiếp được hay không, hay là chúng ta cần thiết phải bán. Rồi rất là cảm ơn anh chị, chúc các anh chị đầu tư thành công.